thì tôi tin chắc rằng xã hội này là xã hội thái bình thạnh trị, xã hội này là thần tiên tại thế, xã hội này là cực lạc tại thế, kính thưa đồng đạo à. Bởi vì con người nào làm ăn cũng chân chất, cũng hiền hòa, cũng thiệt thà, cũng ngay thẳng, cũng đạo đức, cũng lương tâm hết. Nam mô A Di Đà Phật. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay. Kính thưa quý vị, tiếp theo là phần thuyết giảng giáo lý đợt 2 với đề tài chánh nghiệp mà Đức Thầy đã cho biết. Trừ xong 3 nghiệp chướng hãy làm theo 8 điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đã đi thêm được một bước trên con đường đạo hạnh. Nên sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích, cần phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo. Vì đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chúng mê đồ tấn chuyển trên đường giải thoát. Và hôm nay là chúng ta sẽ nghe qua giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ Tân An sẽ trình bày và lý giải phần chánh nghiệp là một trong bát chánh đạo. Vì một lần nữa chúng tôi xin trân trọng và giới thiệu giáo lý viên Phan Chí Tâm đến từ Tân An, một lần nữa xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa quý vị trong ban tổ chức, kính thưa quý vị đại diện cho các ban trị sự xã phường thị trấn trong và ngoài địa phương đến tham dự. Hôm nay được sự phân công, chúng tôi sẽ trở về đây gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta vào giờ này để cùng nhau chia sẻ qua một cái chuyên đề quen thuộc với tất cả đồng đạo chúng ta. Vậy là nói đầu tiên, cho phép chúng tôi gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời chào trân trọng nhất của chúng tôi. Kính thưa chư quý vị, hôm nay đầy đủ nhân duyên chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau chia sẻ qua một cái phương châm hành đạo, những điều gắn liền với người tại gia cư sĩ trong cuộc sống hành đạo của mình, cũng như vừa lo cho bản thân vừa lo cho cộng đồng. Thì hôm nay được lời mời ban tổ chức, chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái chánh nghiệp, tức là một trong 8 con đường giải thoát mà Đức Thầy đã dạy. Trừ xong 3 nghiệp chướng hãy làm theo 8 điều chánh, và sau khi diệt được thập ác rồi tự nhiên 10 điều lành hiện ra. Như thế ta đi thêm một bước trên con đường đạo hạnh, nhưng sự tấn bộ ấy không có nghĩa là đạt được mục đích, thế nên cần phải hành luôn đạo bát chánh tiếp theo, vì nó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ và tấn triển ở trên con đường giải thoát. Thì Đức Thầy đã cho biết rằng đây là cái con đường giải thoát, một trong 8 con đường giải thoát. Và hơn thế nữa thì theo là Đức Thầy dạy, bát chánh đạo còn gọi là quyển kinh nhật tụng, tức là hàng ngày người tín đồ đạo Phật giáo Hòa Hảo có cái trách nhiệm phải đọc tụng để chúng ta hiểu rành cái nghĩa lý để mình cố gắng thực hiện, và đây cũng là 8 con đường giải thoát. Chính vì cái tầm quan trọng đó mà ngày xưa Đức Phật đã dạy nơi nào có bát chánh đạo là nơi đó có đạo giải thoát. Và hơn thế nữa thì Đức Thầy cũng đã xác định cái nguồn gốc Thiền Lâm Phật Thích Sở Thở xưa kia, non tuyết rèn ra bát chánh kia, phổ quá dân lành trong khắp chúng, hoàn cầu bốn biển khắp danh bia. Thì chính vì cái tầm quan trọng này mà Đức Thầy chúng ta phải sáng tác bát chánh đạo tới 3 lần. Trong Giác Mê Tâm Kệ, trong Nguyện Cầu Bốn Đạo và trong cái quyển 6 mà cái phần văn tản chúng tôi vừa đọc lại cái lời đầu. Vậy thì bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh ngữ, chánh niệm và chánh định. Thì 8 chánh này chúng tôi cũng đã có trình bày, mỗi chánh là một cái chuyên đề. Có những lúc chúng tôi trình bày là 4 chánh vô một cái chuyên đề, cũng có lúc chúng tôi trình bày 8 chánh vô một cái chuyên đề. Đó là tùy theo cái nhu cầu của các ban trị sự yêu cầu thế nào thì chúng tôi cố gắng sắp xếp để thực hiện theo cái nội dung, theo cái sự yêu cầu của quý đồng đạo xa gần, để làm sao cho chúng ta cùng học, cùng tu, cùng tiến. Bởi vì đây
là một cái điều diệu dụng. Mà cái điều chứng thực nhất là ngày xưa khi Đức Phật thuyết cái bài pháp này, tức là nằm ở trong Đạo Đế, thì năm anh em của Kiều Trần Như đã chứng được cái thánh quả A-la-hán. Vậy thì hôm nay nếu như chúng ta muốn giải thoát kiếp luân hồi sanh tử này, thì tôi tin chắc rằng bát chánh đạo là một cái điều kiện, yếu tố cần thiết, không thể thiếu trong cuộc đời tu của chúng ta. Thì đó là các cái điều quan trọng mà chúng tôi cũng xin thông qua để chúng ta tinh gọn lại, đi vào cái nội dung chính trong cái phần chánh nghiệp mà Đức Thầy đã dạy. Thì trong sự trình bày của chúng tôi thì gồm có cái phần định nghĩa của chánh nghiệp, và cũng như đưa ra cái tà nghiệp, để chúng ta thấy được cái lộ diện những cái gì đó gọi là tà, tức là lộ diện cái bộ mặt của tà nghiệp, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta hiểu được cái hành trạng của tà nghiệp, để mình cố gắng thúc liễn thân tâm, cố gắng thực hiện theo lời Đức Thầy dạy, để rồi chúng ta thực hiện được cái chánh nghiệp. Và cuối cùng thì rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân, cũng như tai hại và lợi ích của cái người hành tà nghiệp và lợi ích của cái người hành chánh nghiệp như thế nào. Thì đó là các yếu tố mà chúng tôi cùng quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ trong cái phiên trao đổi ngày hôm nay. Như vậy thì chánh nghiệp là gì? Thì Đức Thầy đã định nghĩa rất rõ, nghiệp là việc làm chánh đáng, ngay thẳng. Như vậy thì theo cái định nghĩa của lời Đức Thầy dạy, thì tất cả mọi cái việc làm, mọi cái hành động, mọi ngành nghề ở trên thế gian này, nếu như cái việc làm nào nào mà chân chánh, thật thà, đi đến cái sự công bằng nhân đạo, luôn luôn đem đến phúc lợi cho mình, đem đến phúc lợi hạnh phúc cho tất cả nhân loại chúng sinh, thì tất cả các cái điều đó đều gọi là chánh. Bằng ngược lại, cái việc làm, cái hành động của mình, cái nghề nghiệp của mình mà vì lợi cho mình, gây tai hại cho người khác, làm cho người khác đau khổ, làm cho người khác phải vì mình mà phải bị thất thoát cái gì đó, thì tất cả các yếu tố đó, hoặc là không chân chánh, thì tất cả các yếu tố đó đều gọi là tà nghiệp. Có nghĩa là những cái điều kiện, những cái việc làm mà nó đi ngược với phạm trù đạo đức, những cái việc làm mà nó không đúng theo một cái sự công bằng, cái lương tâm của mỗi con người chúng ta, thì tất cả các vấn đề đó thì đều gọi là tà nghiệp. Vậy thì khi nói đến đây thì chúng ta thấy rằng khái niệm rất là rộng. Thì một lát nữa thì theo là Đức Thầy thì có thể chúng ta quy gọn lại để mình cùng nhau hiểu. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có một cái nhìn rộng như vậy. Cho nên nếu nói đến nghề nghiệp, đến hành động, đến việc làm của tất cả những loại chúng sinh thì chúng ta nói hoài không hết. Tuy nhiên thì thường thường thì chúng ta phải nhớ dùm là nếu nói nghề thì đi đâu với nghề, nó là cái nghiệp. Cho nên khi làm bất cứ nghề gì, bất cứ một cái tác động nào, thì chúng ta cũng phải hiểu đến cái nghiệp của nó. Nhất là bây giờ quý vị thấy rằng cái thế giới chúng ta đang sống đây còn gọi là một cái thế giới phẳng. Theo cái hiệu ứng của cánh bướm đó, một cái vỗ tay, một cái vỗ cánh của con bướm ở đất nước Brazil thì ở bên Mỹ bệnh bị sóng thần, bị động đất. Ý muốn nói như vậy, có nghĩa là có một cái sự tương quan với nhau. Những cái hành động nhỏ của chúng ta tại đây nhưng mà ảnh hưởng chung đến cả toàn cầu, ảnh hưởng đến cái thiệt hại, cái hệ quả đến dân tộc ta với những người cùng sinh sống chúng ta trên quả địa cầu này. Bởi vì ngày nay chúng ta đang sống ở đây là một cái thế giới phẳng, có một cái sự tương quan với nhau. Vì vậy cho nên nghề và nghiệp thì hai cái này không thể tách rời với nhau. Vậy thì nghề là gì? Nghề là hành động, là những cái mà chúng ta chọn lựa trong cuộc đời tu của mình, để mình cố tạo cho mình được cái vật chất để nuôi bản thân, tạo cho mình đủ cái điều kiện để cung cấp cho sự sống, thì cái đó gọi là nghề. Và thường thường đi đôi cái nghề, người ta dùng cái từ là nghiệp. Mà ở đây thì chúng ta đang tức là học về chánh nghiệp, đang bàn chánh nghiệp, thì cái nghề của chúng ta nó phải là cái nghề chánh thì cái nghiệp nó mới chánh. Còn nếu như mà cái nghề chúng ta tà thì cái nghiệp nó bất chánh. Nếu cái nghề bất chánh thì cái nghiệp bất chánh. Bởi vì thiện ác tức là quả phước vô môn, duy nhân tự triệu, thiện ác kia báo nhãn tùy hình. Quả phước không có cửa, tự do con người rước lấy. Sự báo ứng lành hay dữ thì cũng như bóng với hình. Thì muốn nói như vậy, khi hiểu về vấn đề tà nghiệp cũng như chánh nghiệp thì quý vị phải liên quan đến gọi là tinh thần nhân quả. Khi có liên quan, có hiểu được tinh thần nhân quả thì tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ không dám làm cái điều tà. Vì vậy cho nên đồng đạo nhớ giùm tôi, nghề và nghiệp đi đôi với nhau.
Nếu như cái nghề chân chánh vừa tạo ra tiền thì chúng ta vừa sanh phước đức, vừa sanh công đức. Bởi cái nghề chân chánh thì mình vừa giúp cho mình, vừa giúp cho mọi người, đem đến cái hạnh phúc, cái an lạc cho tất cả những loại chúng sinh, thì đấy là chúng ta thấy là được phước sinh. Rồi nếu như cái nghề không chân chánh, cái nghề bất lương, cái nghề hại người, cái nghề gây tai hại cho muôn loài, thì dầu rằng chúng ta có điều được lắm tiền nhiều của, nhưng mà cái nghiệp nó sẽ tương ứng với cái nghề đó. Và tôi tin chắc rằng cái nghiệp này chúng ta gánh không nổi. Cho nên quý vị cũng không lạ gì một cái bài học ngàn vàng. Bài học này có thể chúng ta áp dụng ngay trong cái chánh nghiệp này quý vị à. Mà ngày xưa một vị vua phải tốn 1.000 lượng vàng mới mua bài học này của một cái vị hiền triết. Bài học ngắn gọn chỉ có một đoạn câu thôi, tức là vài chữ thôi. Trước phàm, trước khi làm điều gì phải nghĩ đến kết quả của nó. Cho nên ngắn gọn vậy đó. Chính vì đổ số tiền lớn để mua cái bài học có mấy chữ vậy cho nên vua quý trọng lắm. Vua mới là truyền ba quân đó, ghi cái bài học này lên các cái vật dụng hàng ngày, lên cửa, lên tủ, lên cột, như là lên cột, rồi lên chén, lên tô, lên dĩa, lên ly, vân vân, thì mọi thứ vua đều sai quân sĩ là ghi cái câu chữ này, bởi vì vua cảm thấy được đây là điều rất là quan trọng, cần phải mọi người cần phải hiểu. Thì chính vì cái câu ghi đó cho nên khi mà bọn gian thần tặc tử mà muốn hại vua, âm mưu hại vua, dùng một cái loại thuốc độc để bỏ vào chén thuốc của vua, cho vua uống vào vua chết. Thì lúc bấy giờ thì tên thái giám thì đang cầm cái chén thuốc độc bưng vào để đưa cho vua uống. Thì trên đường đi vị thái giám này mới nhìn cái hàng chữ mà khắc ở trên cái miệng chén đó, tức là phàm làm việc gì phải nghĩ đến kết quả của nó, tức là nghĩ đến hậu quả của nó đó. Thì lúc bấy giờ vị thái giám này mới nhìn chằm chằm vào hàng chữ này và lòng có suy nghĩ, vậy thì chén thuốc này là chén thuốc độc, nếu như mình đưa cho vua uống thì tin chắc rằng là vua sẽ chết. Và khi vua chết rồi đất nước sẽ loạn. Khi vua chết rồi thì truy cứu ra, tức là mình là cái người cận kề bên vua, đem thuốc cho vua, thì sớm muộn gì mình cũng bị truy diệt của tộc. Thì nghĩ đến đây ông hết hồn. Cho nên ông mới bước vào, mới khai thiệt với vua và quỳ xuống xin tội với vua, bởi vì nghe lời theo loạn thần tặc tử dám đầu độc vua. Như vậy thì trong cái chánh nghiệp chúng ta cũng vậy. Nếu như mọi cái việc làm của mình hàng ngày, mọi hành động của mình hàng ngày mà quý vị nhớ về bài học này, phàm làm việc gì phải nghĩ đến hậu quả của nó, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ không dám vì đồng tiền mà gọi là bán rẻ lương tâm, vì lòng tiền mà chúng ta bán rẻ cái đạo đức nhân phẩm của người. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét một số vấn đề để chúng ta hiểu giữa nghề và nghiệp. Cái nghề nào nó cũng có cái nghiệp đi đôi của nó hết. Cho nên cái người trí, cái người có học Phật thì người ta không dạ gì làm các cái nghề mà tạo nghiệp đâu quý vị à. Còn thường thường chúng sinh, những người không học Phật, dưỡng dưng, chúng ta không hiểu, mình cứ mặt tắt mày tối, cứ tạo các cái ngành nghề, miễn làm sao mà thu được thật nhiều lợi nhuận, miễn làm sao có thật nhiều tiền để cung phụng cho cuộc sống giả tạo này. Còn ngoài kia thì ai chết, ai khổ, ai đau ốm, ai bệnh tật thì kệ họ, ai khốn cùng để mặt đất trời xây, miễn cái lần rằng chúng ta được đầy gương đầy tủ là được rồi. Thì đó là cái cách nhìn, cái sự suy nghĩ của những cái người chưa học Phật, những cái người chưa thông thoáng được giữa cái nghề và cái nghiệp. Còn đó chúng ta là người học Phật, nhất là hôm nay thực hiện là Đức Thầy đã dạy, thì cái phần chánh nghiệp Đức Thầy đã định nghĩa đây là việc làm ngay thẳng chánh đáng. Và Đức Thầy mới cho biết rằng thứ tư chánh nghiệp, mặc dầu nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay. Vậy thì nghề chi, bất cứ nghề gì chúng ta cũng phải làm việc ngay thẳng để chúng ta hưởng được cái quả ngay thẳng. Tà gian tánh ấy tù đài, của người tham nhũng ngày này chẳng ham. Vậy thì nếu như mà chúng ta làm những cái việc tà dậy, gian tà xấu ác, thì tù đài ở đây không phải là tù đài trong cái hiện tại với pháp luật nhà nước, thì pháp luật nhà nước chỉ một giới hạn trong tù đài. Còn cái tù đài mà muốn nói đây trên cái tinh thần luật nhân quả, thì nếu như chúng ta phạm vào cái tà nghiệp này thì chúng ta sẽ tù đài muôn kiếp, tức là bị đọa lạc trầm luân, đọa vào ba con đường ác đạo, và chúng ta khó có thể mà thoát khỏi cái kiếp sanh tử luân hồi trong dòng lục đạo. Thì cái trừ tù đài ở đây theo tôi nghĩ rằng nó liên quan mật thiết đến tinh thần nhân quả. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới diễn luận thêm cho chúng ta biết cái hành trạng của tà nghiệp. Đối với những kẻ xuất gia đạo Phật, ngoài những lúc tham thiền nhập định, những khi trì tụng kinh hành, những khi đọc kinh viết sách, những lúc làm công quả cho nhà thiền, chẳng có tạo, có làm việc chi có thể tạo thành ác nghiệp cả. Như vậy thì Đức Thầy đã cho chúng ta biết rằng những người xuất gia thì những ngành này, người này rất là hạn chế tạo những cái nghề bất chánh, bởi vì các vị xuất gia thì ở trong chùa lo cái cảnh săn sóc cảnh già lam, rồi trao luyện đức lành, rồi hàng coi kinh sách,
Cho nên thì gần như không có tạo nghiệp. Nếu có tạo đi chăng thì cũng một số ít thôi. Còn kẻ tại gia cư sĩ trái lại cần phải lo kế sinh nhai. Người ba buôn tảo bán tần, kẻ việc này việc nọ, tóm lại cũng tại vì sát thân mà ra cả. Như vậy thì tự trung lại, cái người tại gia cư sĩ chúng ta, cái nghiệp nặng, rất là nặng. Cho nên phần chánh nghiệp này, theo tôi nghĩ rằng Đức Phật và Đức Thầy chú trọng nhất là ở cái chỗ cái người tại gia cư sĩ. Bởi vì chúng ta còn cái thân, mình còn phải gia trạm xã hội, còn phải lo làm lụng đặng kiếm sống, còn phải việc này việc khác. Cho nên chính vì vậy chúng ta rất là dễ đụng chạm, rất là dễ gây nghiệp trong cái nghề nghiệp mà chúng ta không có một cái sự suy nghĩ cho chu đáo. Nói như vậy không phải là cái người xuất gia họ không phạm. Bởi vì người xuất gia họ phà, họ thọ vào cái ân đạn na thí chủ. Dầu đàn họ không trực tiếp thọ, tức là không trực tiếp tạo ra những cái nguồn nông sản, những cái sản phẩm để cung cấp cho bản thân, tuy nhiên thì họ cũng gián tiếp. Vì vậy cho nên cái sự gián tiếp này cũng có thể là cộng nghiệp. Thí dụ như người ta đến người ta cúng dường với một cái vật thực, mà vật thực này là được chánh đáng, sản xuất ra được một cái dây chuyền chánh đáng, vừa do cái công sức chánh đáng, thì tôi tin chắc rằng vấn đề này thì không có nghiệp. Còn nếu như cái người nào có một lòng tham để muốn cúng dường thật nhiều tiền, cung cấp thật nhiều, cung phụng thật nhiều tiền, họ bất chấp mọi thủ đoạn, họ làm những cái việc hung ác để hại người khác, lấy đồng tiền đó đi vào cúng chùa, thì tôi tin chắc rằng vấn đề này nó cũng có liên quan với nhau. Cho nên đối với các vị tăng sư thì phải cầu nguyện, phải thông tuệ về kinh điển để thuyết pháp cho quần chúng nghe, rồi để phải cầu nguyện hàng đêm, rồi phải cung phu lễ bái để chi, tức là để gần như hưởng công đức đó cho những người mà mình đã thọ nhận ở trong cái cuộc sống hàng ngày, gọi là cái ân đặng na thí chủ, thì cái ân này rất nặng. Như vậy cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Người tại gia cư sĩ chúng ta thì không có ân đặng na thí chủ, nhưng mà ngược lại chúng ta rất là dễ tạo nghiệp. Còn các cái vị xuất gia thì họ rất ít tạo nghiệp trong cái chánh nghiệp này, trong cái tà nghiệp này. Tuy nhiên thì họ ngược lại thì các vị này phải chịu cái ân đặng na thí chủ thì nó không hết. Cho nên ở đây Đức Thầy chúng ta diễn rất là rõ ràng. Tức là Đức Thầy chỉ ngay là những cái người tại gia cư sĩ chúng ta thì rất là dễ phạm vào cái tà nghiệp, bởi vì chúng ta còn cái lo kế sinh nhai. Cho nên thật ra thì hôm nay khi biết đạo, chúng ta chuẩn mực theo là Đức Thầy dạy như ở phần chánh nghiệp này, thì chắc có thể là một số đồng đạo chúng ta cũng rất là hụt hẳn. Bởi vì lúc bình thường thì mình làm tức là đa phương tiện mà, tức là làm gì lại còn có tiền là được rồi. Nhưng mà hôm nay khi bước vào trong cái giai đoạn tu hành, quy y tam bảo, cúng lại sớm chiều, chay giới, thì lúc bây giờ mình nghiên cứu qua bát chánh đạo đến phần chánh nghiệp này thì cũng có một số người thuận duyên. Thuận duyên là gì? Tức là chúng ta có một cái nghề nghiệp sẵn, mình rất thuận duyên. Và bên cạnh đó thì cũng có những người đang nghịch duyên làm những cái nghề bất chánh. Rồi giờ này khi biết đạo rồi phải bỏ nghề bất chánh để chuyển qua cái nghề chân chánh, thì đây cũng là một vấn đề rất là khó. Nếu như cái hoàn cảnh dư giả, có đất ruộng, có cơ ngơi thì tốt. Còn những cái hoàn cảnh cơ nhở, những hoàn cảnh khó khăn mà muốn chuyển cái nghiệp thì đây cũng là một vấn đề không phải là dễ quý vị. Tuy nhiên đó là chúng ta bàn ở lý thuyết, ở mọi cái hoàn cảnh xã hội. Còn nếu như người nào mà mạnh dạn cố gắng thực hiện là Đức Thầy Đức Phật, thì tôi tin chắc rằng hãy ráng sức thi hành thì sẽ có thể ủng hộ, thì chúng ta biết được cái nghề đó bất chánh. Mình nguyện với lòng, mình hứa với thầy, mình trình với cửu quyền hộ trì cho mình, tạo cho mình có một cái phương tiện nào đó để chúng ta chuyển hóa cái ngành nghề. Thì trong đồng đạo chúng ta, những người quen biết với chúng tôi thì nhiều người đã thực hiện rồi và đã thành công, tức là làm những cái nghề không chân chánh. Nhưng mà khi hiểu được là Đức Thầy trong cái phần chánh nghiệp này, rồi chuyển hóa lại từ không chân chánh, chuyển hóa lại chân chánh, thì cuối cùng thì cũng được ơn trên gia hộ và có một cuộc sống cũng hết sức là khấm khá. Thì đó là chúng tôi nói một cái phạm trù cộng đồng để cho những đồng đạo mà giờ này còn đang rơi vào cái tà nghiệp, những cái mà chúng tôi trình bày sắp tới đây, thì quý vị cũng hết sức là chuẩn bị cái tâm lý để chúng ta có thể là nhờ ơn trên quá độ, bởi mình tin về thần quyền, tin về tâm linh, nhờ cửu quyền chuyển hóa cho chúng ta được thay đổi cái ngành nghề, làm sao mà cho chúng ta được có cuộc sống tương đối ổn định. Cho nên cái người tu chúng ta thì chấp nhận nghèo quý vị. Cho nên ông Thánh nói là duy nhân bất phú mà, duy phú bất nhân. Cái người mà có lòng nhân đó thì cái người này thường thường nghèo lắm. Mà cái người bất nhân, cái người này mới là cái người giàu có. Ông Thánh nói rất rõ vậy. Vậy thì thường thường những cái người mà họ
gần như bất chấp mọi thủ đoạn, cho vay là một mà lần hai ba, rồi làm một vốn ba bốn lời, rồi ai là khổ khắc, ai đau khổ gì thì không biết, họ chỉ biết dùng những cái mánh khóe giang hùng, những ngón điêu ngoa xảo trá, làm sao cho được thu lợi những cái nhiều, trở nên giàu có. Cho nên thì những người này thường thường rơi vào cái chỗ gọi là bất nhân, tức là cái lương tâm đức của họ nó thấp hơn những cái người nghèo. Cho nên ở đây thì chúng ta tu theo Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị phải tâm đắc là Đức Thầy, thà nghèo thanh hơn dạo mà trượt, lo dung trồng cả phút và sau. Thà chúng ta nghèo mà ngành nghề chúng ta chân chánh, chúng ta không tạo nghiệp, còn chúng ta luôn luôn trong sạch, thì đó là nghèo mà thanh. Còn hơn những người giàu mà trượt, trượt lại nhớ xấu, giàu mà với cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của kẻ khác, với đồng tiền lường gạt, với cái đồng tiền bắt chánh, với cái đồng tiền mưu mô xảo quyệt, sẵn sàng chiếm đoạt cái đồng tiền đó bằng cái công sức lao động, bằng cái sức khỏe của người khác, thì xin thưa rằng nếu mà giàu như vậy thì xấu lắm. Cho nên cái quan trọng là thầy dạy là phải lo vun trồng cái phúc về sau. Cái việc làm chúng ta hiện tại, cái thân giả tạm này, dầu chúng ta có lắm tiền nhiều của, nhưng đồng đạo nên nhớ rằng khi chúng ta bỏ xác này rồi thì chúng ta chỉ đem theo cái tội và cái phước thôi. Nếu lúc còn sinh tiền, thà nghèo mà chúng ta tích lũy được công đức, thì khi chúng ta chết chúng ta được hiển vang, chúng ta được đi lên, bởi vì phước nhiều tiến cảnh lên rài. Còn ngược lại, nếu như cuộc sống hàng ngày chúng ta muốn cho mình giàu có, bất chấp mọi thủ đoạn để được có tiền, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta gây nghiệp quá nhiều. Tiền thì bỏ lại hết, nhưng mà nghiệp thì đem theo quá nhiều. Cuối cùng thì chúng ta đọa lạc ở cái xuống ba con đường ác đạo, xuống địa ngục. Thì một cảnh lên thiên đàng, một cảnh xuống địa ngục, thì đạo hình dung tôi cái gì là cái khổ. Vì cho nên hôm nay trong đời tu chúng ta phải chịu khổ kiếp này. Khi hiểu là Đức Thầy, thà ta nghèo mà ta trong sạch, thà ta nghèo mà ta không gây nghiệp, cột đồng á, một đồng, hai đồng, hai đồng. Cái quan trọng của chúng ta là chúng ta phải tính toán làm sao mà để sau khi chúng ta bỏ thân xác giả tạm này rồi, thì chúng ta được sung sướng hơn, được hạnh phúc hơn, được lạc quan hơn, được về cảnh giới cao hơn và sẽ được giải thoát. Thì phải có một cái bài toán như vậy, thì mới mong rằng là chúng ta cố gắng thực hiện đúng cái chánh niệm Đức Thầy. Còn nếu như mình không có bài toán như vậy, mình bất chấp mọi thủ đoạn, thì tôi tin chắc rằng đó, công kia giới tội có lường được chăng, thì chúng ta thí dụ giờ mình làm được 1 tỷ, 1 tỷ này thì chúng ta xài một thời gian cũng hết, hoặc giả là gia đình cùng xài, hoặc giả là khi chúng ta chết thì không đem theo được. Nhưng mà cái nghiệp gì 1 tỷ này chúng ta tạo ra, thì cái nghiệp này nó luôn luôn đeo đuổi chúng ta, chẳng những kiếp này mà đeo đuổi luôn nhiều kiếp khác. Cho nên chính vì vậy, cho nên cái khái niệm này tôi mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta cũng phải hiểu, nghề và nghiệp đi đâu với nhau. Nghề là nhân mà nghiệp là quả. Nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ vô đó được toàn thiện vậy. Còn nếu nhân bất thiện, nếu nhân bất chánh, nếu nhân lường gạt, nếu nhân tà nghiệp, thì cái nghiệp cũng đi theo cái nghiệp ác, để chúng ta đọa vào ba con đường ác đạo thôi, thì nó không hết. Thì đó là chúng tôi cũng xin khái nét. Như vậy thì hôm nay, nếu chúng ta căn cứ theo triết học Phật giáo, cũng như cứ là Đức Thầy, nếu muốn hành được chánh nghiệp thì đồng đạo phải cố gắng giữ cho tôi điều quan trọng, tức là chúng ta chung quy lại trong cuộc đời tu của mình, trong mọi việc làm của mình. Mình phải nhìn cái việc làm của mình, mình phải ước lượng, phải tính toán được cái việc làm của mình, coi trong việc làm chúng ta có phạm những vấn đề này không. Cái thứ nhất là gì? Coi việc làm mình có sát sanh hay không. Cái thứ hai, coi việc làm mình có đạo tặc hay không. Cái thứ ba, coi việc làm của mình đó là nó có tà dâm hay không. Cái thứ tư là coi việc làm mình nó có vọng ngữ hay không. Thì đây là 4 cái yếu tố mà phải nói rõ là chúng ta phải hết sức là răn đe. Và thêm một yếu tố phụ nữa, coi cái việc làm của mình đó có làm cho người khác sai xưa, người khác nghiệm ngập hay không. Thì đây là 5 yếu tố, có thể nói là 5 yếu tố. Mà 5 yếu tố này quý vị thấy rằng ngày xưa Đức Phật đã đưa ra cho những người Phật tử, những người tại gia. Ở đây tôi chỉ nói tại gia thôi, còn sa di là 10 giới, tỳ kheo là 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới, thì ở đây mình không bàn. Còn xuất gia ít nhất cũng phải giữ 5 giới. Tại sao Đức Phật lại dạy người xuất gia là ngũ giới, bắt sát sanh, bắt đạo tặc, bắt tà dâm, bắt vọng ngữ, bắt ẩm tú? Bởi vì những cái điều này để bảo vệ họ, tức là để cắt đứt, không có còn gây nghiệp, để rồi họ từ đó mà họ đi lên. Chứ nếu như hôm nay chúng ta tu mình còn gây nghiệp quá nhiều, vừa niệm Phật, vừa cúng lại, vừa làm từ thiện mà vừa gây nghiệp, vậy thì tu biết chừng nào đắc đạo đây quý vị, phải không? Chúng ta vừa tu vừa gây nghiệp thì tôi tin chắc rằng tu hoài tôi không đắc, phải không? Vậy cho nên Đức Phật, ngày xưa Đức Phật đã liệt kê ra 5 cái tội này.
Năm cái điều này được gọi là ngũ giới cấm của nhà Phật. Người tu theo đạo Phật phải cấm vấn đề này. Thì hôm nay Đức Thầy cũng dạy là tức là tam quy, ngũ giới, lòng hằng, dình theo. Tam quy là khi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì phải giữ ngũ giới, năm cái điều này. Cho nên chính vì năm điều này nó liên quan mật thiết với vấn đề chánh nghiệp. Mà hôm nay cái mà chúng ta bàn nó rơi vào năm cái điều này là chính yếu. Và có thêm một số điều phụ Đức Thầy liệt kê thêm, chút nữa chúng ta sẽ bàn từng ý một. Như vậy thì đồng đạo xem coi cái việc làm nào mà nếu không sát sanh tốt, còn nếu việc làm nào mà sát giết mạng sống loài hữu tình quá nhiều, thí dụ làm nghề hạ bạc, làm nghề chăn nuôi, làm nghề mua bán súc vật, thì các cái này là rõ ràng là quá tà rồi. Bởi vì chúng ta làm nghề này mình giết hại quá nhiều sinh vật. Cho nên nói đây chúng tôi mới nhớ đến một cái bài, một cái mẫu chuyện mà lo do ông Lê Văn Lưu đó. Mẫu chuyện ông kể lại cái trường hợp của là, tức là Đức Thầy dạy ông Cao Bá Hấn phải, tức là cấm không cho ông Cao Bá Hấn ăn cơm ba nhà, gọi là Đức Thầy cấm thọ thực ba nhà. Bởi vì theo chúng ta biết là ông Cao Bá Hấn đây là một cái vị thư ký của Đức Thầy. Ông rất là giỏi, rất là được Đức Thầy là phải nói rõ là tin dùng. Vậy cho nên một bữa nọ Đức Thầy mới quay ngang ông Cao Bá Hấn, Đức Thầy nói lớn gì à, ông từ đây về sau tôi cấm ông ăn cơm ba nhà. Thì ông Cao Bá Hấn nghe Đức Thầy nói vậy thì ông ngạc nhiên, nói dạ thưa thầy, cả cái vòm trời này quá nhiều cái nóc da rồi mà thầy cấm con cơm ba nhà thì thầy phải nói rõ ba nhà nào con mới biết chứ, giờ con biết sao tránh thầy. Thầy nói vậy, tôi cấm ông ăn cơm nhà thứ nhất là cái nhà chăn nuôi súc vật, ví dụ như nuôi heo, nuôi gà, nuôi cá, nuôi vịt, luôn cả nuôi chó, nuôi mèo, là cái nhà này, nhà đầu tiên nè ha. Cho nên quý vị cũng phải suy nghĩ nha, nếu như nhà tôi mà cứ nuôi heo, nuôi gà, nuôi chó, nuôi mèo, nuôi vịt gì đó thì vấn đề này là chúng ta rơi vào cái nhà đầu tiên nha. Thì mình thấy đó, mình tự mình biết à, để mình từ từ rồi mình dứt trừ. Rồi Đức Thầy nói cái nhà thứ hai là nhà mua bán súc vật, tức là mua bán những con động vật, mua sanh bán tử đó, hoặc giả là trao đổi với nhau các loài súc vật, mua bán súc vật thì quý vị biết rồi, tức là lái mua heo, lái mua vịt, lái mua cá gì đó vân vân, thì đây là mua bán súc vật. Và cái nhà thứ ba là cái nhà chăn, cái nhà gọi là làm cái nghề hạ tiện đó, làm nghề ăn cá, nghĩa đóng đáy rồi kéo lưới rồi chài lưới rồi kéo cá vân vân, thì các vấn đề đó đều gọi là cái nghề hạ bạc. Thì Đức Thầy cấm ông Cao Bá Hấn không cho ăn cơm ba nhà đó. Thì lúc này ông Cao Hấn biết rồi, thầy nói quá rõ rồi thì thôi coi như là đó xong. Thì ngày qua tháng lợi khoảng vài tháng sau vậy đó, ông Cao Bá Hấn mới đến cái nhà của một vị bạn lâu năm của mình, mà vị này cũng là tín đồ Đức Thầy, cũng được cảm hóa và tu đạo Phật giáo hòa hảo. Thì khi đến đây thì trò chuyện vui vẻ, kể chuyện này chuyện kia từ sáng mà tới xế tới giờ cơm mà. Thì gia đình dọn cơm ra thì lúc này ông Cao Hấn mới nhớ chết rồi. Cái nhà ông bạn mình là làm cái nghề gọi là cái nghề đánh bắt đó, việc đánh lưới đó, tức là lưới bủa, lưới bắt cá đó, có dàn lưới bắt cá. Cho nên lúc này thì ông mới nhớ chợt nhớ, Đức Thầy cấm mình không cho ăn cơm ba nhà, cho nên thì ông nhớ là ông nói thôi bữa nay tôi không dùng cơm nhà của đồng đạo được, tôi phải đi về. Thì chủ nhà có như là nài nỉ cái nào, tại sao đó giờ anh ghé nhà tôi ăn cơm mỗi ngày mà sao bữa nay lạ vậy. Thì ông buồn miệng nói bởi vì thầy không cho, thầy cấm. Thì vị chủ nhà mới tò mò, ủa anh ăn cơm nhà tôi tội lợi gì mà thầy cấm, cấm sao anh kể tôi nghe coi. Thì ông Cao Bá Hấn buộc miệng nói, tôi nói anh nghe, cách đây cũng vài ngày thầy đang thuyết pháp, thầy quay ngang thầy nghiêm nghị thầy rầy tôi, thầy cấm tôi ăn cơm ba nhà, tức là nhà chăn nuôi súc vật, nhà mua bán súc vật và là nhà làm nghề hạ tiện. Thì nhà anh tôi dòm kỹ là dính vào cái nhà thứ ba, cái nhà làm cái nghề hạ tiện là nghề đánh bắt cá nè, mà giờ Đức Thầy cấm sao tôi dám ăn cơm. Thì khi mà cái vị chủ nhà này nghe ông Cao Bá Hấn nói vậy thì dửng dưng quý vị, suy nghĩ một hồi, nói thôi bây giờ tôi nói anh nghe vậy nè, tôi với anh là đồng đạo với nhau, mình quy theo thầy cũng lâu rồi, không lẽ bây giờ thầy cấm anh mà không cấm tôi, thôi bây giờ thầy cấm anh là như cấm tôi đó, thôi bữa nay anh lỡ rồi anh ăn cơm với tôi bữa nay đi, tôi hứa với anh là sau khi bữa cơm này xong thì tôi dẹp hết ba cái nghề lưới, cái nghề là đánh lưới của tôi, dẹp hết ba cái xuồng đục xuồng gì hết luôn. Thì ông Cao Bá Hấn thầm nghĩ hôm nay chẳng lẽ là biết đâu thầy dùng cái phương tiện này để thầy đổ ông bạn của mình, thôi ông bạn mà nói đúng quá thôi sẵn ăn cơm luôn. Thì khi ăn cơm xong thì vị chủ nhà này đem lưới ra bầm nhỏ 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 đó, rồi sai là mấy cái người con đó là mở hết mấy cái khoang đục của chư thiền ra và nói với ông Cao Bá Hấn rằng á,
Bây giờ thầy cấm rồi, thầy không cho mình làm. Mà nếu như mình đem cái này mình cho người ta, mình bán người ta làm thì mình cũng cộng nghiệp thôi, giờ tôi đập bỏ luôn. Như vậy thì qua mẫu chuyện trên thì chúng ta thấy rõ vấn đề này là vấn đề sát sanh. Thì nếu như đồng đạo nào mà có rơi hoàn cảnh này thì chúng ta suy nghĩ lại, nhất là những cái vị mà chúng ta nuôi cá đó. Thì hiện nay trong đạo chúng ta cũng có rất là nhiều vị, rất là nhiều vị còn đang làm nghề nuôi cá bè, nuôi cá hầm. Thật ra thì bản thân của tôi hồi đó cũng vậy, vì thời điểm mà lúc tôi từ 15 tuổi đến 25 tuổi đó, thì khoảng 10 năm đó tôi cũng làm cái nghề nuôi bè cá. Tuy nhiên thì khi sau này biết đạo thì không còn làm nữa. Vậy thì những đồng đạo nào mà giờ này còn làm nghề này đó, thì đây là cái nghề thầy cấm. Chúng ta suy nghĩ, chỉ trừ trường hợp những đồng đạo chúng ta ở ngoài vùng Kiên Giang, vùng Kiên Hải, vùng Phú Quốc, vùng ở Hòn Sơn đó. Thì những cái nơi mà tôi cũng đã có đến đó, nhất là ở Hòn Sơn của huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, thì phải nói rõ là tôi ấn tượng lắm gì. Rồi đó thuyết giảng cũng đo 3 lần, và đặc biệt thì có mở một cái lớp bồi dưỡng giáo lý căn bản tại đó, thì cho nên đồng đạo đó thì phải nói rõ đối với tôi thì cũng có một cái cảm tình đặc biệt lắm. Cho nên thì khi ra ngoài đó mà trình bày cái đề tài này thì thật ra không có dám nói đá động người ta nghề cá hết. Bởi vì gần như người dân ở vùng này người ta chuyên cái nghề cá không à. Mà bây giờ đùng một cái kêu ta nghĩ đến cá chắc ta đói quá. Cho nên ở đây chúng ta cũng phải gọi là quyền pháp. Trong bốn cái phương tiện mà Đức Phật độ đời gọi là thiệt pháp, đốn pháp, tiệm pháp, quyền pháp. Thì đấy là quyền pháp. Cái hoàn cảnh là phải nói rõ là bất đắc dĩ đó. Tức là gần như hoàn cảnh không thể nào xoay chuyển được. Giống như bà con chúng ta ở cái vùng Duyên Hải, ở cái vùng là Hòn Sơn và một số vị ở Phú Quốc đó. Thì hiện giờ người ta sống bằng cái nghề chuyên nghiệp của người ta là cái nghề đánh bắt. Mà bây giờ biết đạo rồi thì theo tôi nghĩ rằng chúng ta vấn đề này thì mình cũng phải suy nghĩ lại. Còn cái mà chúng tôi bàn ở đây là những đồng đạo chúng ta ở đồng bằng, cái phương tiện nó nhiều hơn. Thí dụ bây giờ mình không nuôi cá, mình không có nuôi vịt, mình không có nuôi gà, nuôi heo, mình vẫn làm công việc khác, vẫn kiếm kế sinh nhai được. Thì chúng ta từ từ, những đồng đạo kia thì người ta khó khăn hơn, thì tin chắc rằng thì người ta sẽ đắc ở một mức độ khác. Còn ở đây tôi và quý vị thì chúng ta phải khẳng định vấn đề để mình có một lập trường. Cái thứ nhất thì chúng ta không làm ngành nghề này. Rồi cái thứ hai nữa, mình coi cái nghề của mình nó có phạm vào trộm cướp gian lừa không. Nếu nó phạm vào trộm cướp gian lừa là không được. Chứ không phải nghe nói cha ơi học lấy con ơi học lấy nghề cha đó, một đêm ăn trộm bạc 3 năm làm, thì điều này nó sai dữ lắm rồi, nó quá tà nghiệp rồi. Vì cho nên vấn đề trộm cướp về các phần thô đó thì chắc là chúng ta không phạm. Tuy nhiên những cái phần tế đó, tức là trong phần đạo tặc thì trộm cướp gian lừa, trộm cướp nhiều khi chúng ta không có, nhưng mà cái gian lừa đôi khi chúng ta có. Nó cũng có những cái gì đó. Thí dụ bây giờ tôi giả sử như tôi đang làm một cái nghề là thí dụ như làm cái nghề quảng cáo đi. Hiện tại tôi đang làm nghề quảng cáo, tức làm bán hiệu, hộp đèn, nhôm kính gì đó. Thì thí dụ như tôi mua một cái to nhôm, cái to này thì khi mà tính tiền cái giá thật của nó thì chỉ có 10 triệu thôi. Mà cái nhân viên thơ ký đó cộng lộn nó ra cái số tiền vậy là nó còn lại có khoảng 8,5 triệu. Thì khi mà người ta đưa cái to cho tôi thì tôi nhìn cái to là tôi nhìn ngay tôi biết người ta lộn rồi. Tại vì tôi nhận trong này người ta đang giao dư cho tôi là một bó nhôm, 10 cây nhôm là trên dưới 1 triệu mấy, gần 2 triệu. Mà nếu như tôi biết cái đó là lộn mà tôi im du luôn, cái số tiền thật là 10 triệu mà tôi làm bộ tôi không biết, ta đưa ta tính tiền 8,5 triệu thì mình trả tiền 8,5 triệu thôi, thì rõ ràng mình đang đạo tặc người ta hết 1,5 triệu rồi. Thí dụ như vậy. Vì đây là cái nghề mình làm là nghề nhôm kính, là nhầm nghề chân chính. Nhưng mà trong này nó vẫn có cái tà là bởi vì cái tâm mình nó rơi vào đạo tặc. Đạo tặc chỗ này nè ông đạo. Chỗ này nè. Hoặc là chúng ta mua đồ ở một cái cửa hàng nào đó. Thí dụ chúng ta mua 2 cái đèn, 3 cái đèn. Một cái 100 ngàn, 3 cái 300 ngàn. Nhưng mà khi tính tiền thì chủ tiệm quên tính có 200 ngàn. Mà trong khi đó trong bọc chúng ta ta 3 cái 300 ngàn. Mà mình làm thinh, mình đưa 200 ngàn mình đi về mình còn đắc ý, bữa nay mua lời đường cái, không có lời, lỗ nặng á. Nếu nói gì cái định nghiệp, cái đó là tà đó, tà nghiệp đó, lỗ nặng á. Như vậy thì chúng ta vì 100 ngàn, chúng ta ăn chút xíu hết á, nhưng mà cái nghiệp thì không hết. Rồi khi về nhà chúng ta cắn cứ lương tâm, tội nghiệp người ta, ta bán mình 3 cái đèn mà có 200 ngàn, đáng lẽ 300, mà giờ này bán 3 cái có 200 ngàn, người ta đâu có lời. Thôi chỉ bằng giờ lúc đó chúng ta giác liền, người ta trả tiền cho mình, người ta đưa tiền, người ta tính tiền cho mình, nó còn nợ lại nè, còn thiếu nè. Thì mình nói chị ơi chị tính lộn rồi. Hồi nãy là tôi mua tới 3 cái 300 ngàn đó.
thôi nè, đưa thêm chi 100 nè, thì quý vị thấy làm như vậy là chúng ta mới là chánh đó. Hay hoặc là một cái giả định giả thiết khác hơn, cái nghề nông nè, cái này này nghề này rõ ràng là không có tà, nghề này nghề chánh đó. Nhưng mà ở trong đó nó có vi tới cái sự gọi là gian lừa trong đó, có sự tính toán. Thí dụ giờ đất chúng ta đi nước, nó không có giữ nước, cái ông ranh trên của mình đất cao không mình thật, nhưng mà do đất người ta nó tốt á, người ta làm bờ tốt lắm, không có mọi nước, nước lúc nào cũng giữ nước đầy đủ trơn. Còn đất mình vô nước ngày trước ngày sau khô, cái đầu mình vừa khô nước xong mình lén lén vậy cái vắng vắng người ta nửa đêm cái mình thụt hang cua, hoặc là mình mở cái miệng nhỏ nhỏ cho chảy qua nước đất, qua nước chảy nước đất mình. Như vậy thì cái đó là chúng ta đạo tặc nước rồi còn gì nữa, ăn cắp nước người ta. Vậy thì cái nghề làm ruộng, nghề nông là nghề chân chánh, nghề lương thiện, nhưng mà không ngờ trong đó có cái sự lương lẹo bắt lương trong đó, phải không quý vị? Rồi hơn thế nữa cũng vậy, thí dụ bây giờ nó nhiều sự kiện khác lắm. Bây giờ giả sử như cắt lúa cũng vậy, đất mình ở trong thẻ đỏ vậy là 10.000 m², 10.000 lá mấy nữa, tức là 10.000 lá mấy mét vuông là 10 tính mình nói gọn là 10 công đất đó. Nhưng mà khi mình đo cắt cho người ta có 9 công, mình nói đất tôi cũng 9 công 2, 9 công 3, cắt 9 công, máy suốt lại suốt thì cũng tính 9 công, máy cài máy sới cũng tính 9 công, mà thật ra đất của mình thì tới 10 công lẻ mấy thước vuông nè. Vậy thì rõ ràng mình phải đạo tặc không? Quá đạo tặc rồi. Tức là mình ăn trộm cái công người ta, ăn trộm cái công của người làm cho mình, thì cái đó nó gọi là đạo tặc. Mà phải nói rõ, đây gọi là chúng ta cái nghề bất chánh trong cái sự đạo tặc đồng đạo à. Mấy cái nhỏ nhỏ nó nhiều lắm. Ở đây chúng tôi chỉ đưa ra một số cái khái niệm thôi. Rồi đồng đạo ta suy nghĩ, nhiều khi trong cái nghề chánh, nhưng mà trong đó nó có tà trong đó, mà nhiều khi bất cẩn rồi chúng ta đắc ý rồi chúng ta lại có gì đó. Hay hoặc giả là mình gặp một cái người bán rau, người ta hái rau cực khổ lắm đạo à, nhà tôi cũng vậy đó. Chiều bữa nào cũng thấy có mấy cô bán rau nghèo lắm, đi hái rau theo vườn đó, một bữa được có vài ký rau, mà bán 1 ký có 10.000, được đó 30.000 à. Rồi nhiều khi cái người ta cực khổ vậy đó, mà giờ chiều người ta bán ế rồi bán không hết rồi. Thay vì cái giá người ta bán 1 ký 10.000, mà giờ này người ta ế ta còn 2-3 ký bán không được, cái mình thấy tới nó thôi chị bán tôi hết đó 10.000 đi, trả giá người ta hả, trả giá người ta. Thì cuối cùng bây giờ người ta buộc phải bán, không bán vậy bỏ sao, bỏ rau để ngày mai nó héo rồi. Cho nên những cái người này nó nghèo khổ dữ lắm, chúng ta cho họ thiếu không hết. Nếu chúng ta cho họ thiếu hết thì đó là chánh, mà đằng này chúng ta nhận giá ém giá thừa cái cơ hội, đây gọi là cũng giống như là nó giống như đầu cơ, thừa cái cơ hội người ta ế trả giá rẻ, ta bán phải thì mua chơi, thì như vậy thì chúng ta tội quý vị ạ. Tội, cái đó là cái nghiệp, thật sự là cái nghiệp. Bởi vì mọi cái việc làm, cái tác ý chúng ta nó đều có một cái nghiệp hết. Như tôi nói nãy, nghề là nghiệp, thì những cái đó cũng rơi đạo tặc đó. Tức là mình lừa cái cơ hội người ta khổ khắc, lừa cơ hội người ta ế ẩm, rồi chúng ta lại cơ hội đó là mình lại tung ra một cái đòn để chúng ta thay vì một ký 10.000, 3 ký 30.000 mà giờ này chỉ có 10.000 chúng ta mua được 3 ký thì rõ ràng là đạo tặc có tính toán rồi. Gọi là gian lừa rồi chỗ này, phải không? Gian lừa khoa học. Nó còn nhiều sự kiện nhỏ lớn nữa, nó không hết. Rồi cái thứ ba nữa đi, cái ngành nghề của mình coi mình có phạm vào tà dâm hay không. Thì nói đến đây Đức Thầy có dạy chúng ta không có được nuôi điếm. Cái người mua dâm, cái người này cũng phạm vào tà. Cái người bán dâm, cái người này cũng phạm vào tà. Mà cái người chứa dâm, cái người này cũng phạm vào tà. Cái người mua dâm bán dâm thì phạm vào tà nghiệp, là phải nói rõ là trực tiếp phạm. Còn cái người là chứa dâm thì cái người này gián tiếp phạm, mà Đức Thầy dùng cái từ là đồng lõ. Đồng lõ. Vì vậy cho nên cái nghề này dứt phát không làm. Điếm đàn đĩ thỏ chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao, mà Thầy dạy rất rõ rồi. Vậy thì cái nghề này dầu mua dầu bán dầu chứa thì cái nghề này vẫn là tà nghiệp. Thì chúng tôi nói gọn vậy thôi. Rồi hơn thế nữa, ngoài cái việc hình thức như vậy, rồi còn có vấn đề lăng nhăng ở nhau trong cuộc sống hàng ngày. Mình là người có vợ có chồng mà lại lăng nhăng với người khác bất chánh, thì tất cả các yếu tố đó thì xin thưa rằng nó hoàn toàn nó là tà nghiệp. Cho nên không phải ngoài cái ngành nghề đâu, mà cái hành động chúng ta nó bất chánh nó vẫn là tà nghiệp. Mình đang làm cái nghề chân chánh đó nhưng mà mình có một cái tâm tà, có những hành động, thì những cái đó là tà nghiệp. Tà nghiệp rất rõ ràng thì nó không hết. Rồi cái thứ tư nữa đi, những cái ngành nghề nào mà chúng ta dùng ba tắc lưỡi để xảo ngôn
để lưỡng thiệt, để phòng ngữ gì đó, thì những cái đó đều gọi là tà. À, thí dụ như bây giờ đồ của mình á, mình bán là hết đát rồi, đáng lẽ ra là mình phải tiêu hủy hoặc đổi lại, như không người ta lợi cái mình dùng nó, chị ơi chị đồ này tốt lắm, đâu có nhậm gì đâu, mất 2 năm mà đâu có nhậm gì đâu, tốt lắm, tràn ơn tôi bán cho người ta xài 5-10 năm không sao. Thì những cái câu nói vọng ngữ đó thì phải nói rõ, là rõ ràng là chúng ta rơi đầu ta rồi. Dầu rằng cái việc làm chúng ta là chân chánh, cái nghề chúng ta là chân chánh, nhưng mà vì chúng ta là phải nói rõ là vì cái đồng lời, vì sợ mất mát hàng của mình, sợ bỏ nó uổng, thì chúng ta ép nài tấn khách hàng, rồi người ta mua về người ta xài chất lượng hay không, rồi đầu độc bệnh hoạn hay không, mà kệ người ta. Phải nói rõ như vậy. Thì những cái đó đều gọi là vọng ngữ. Vậy thì nhiều khi chúng ta bán hàng ngoài chợ cũng vậy, mình mua đi bán lại. Tại vì giả sử mình mua 1 đồng thì nó 1 đồng là này không có, chị ơi chị nãy tôi mua 2 đồng đó, thôi tôi bán lỗ chị 1 đồng 8 thôi. Chị ơi chị nãy tôi mua 1 đồng rưỡi đó, thôi bán khóa huề chị 1 đồng rưỡi tôi về. Nhưng thật chắc ra là toàn bộ là vọng ngữ không, phải không quý vị? Thế này thì chúng ta thấy nhan nhã ngoài chợ rồi, điều này mình thấy rất rõ ngoài chợ rồi. Cho nên mà khi mà tiếp xúc với vấn đề buôn bán thương lái thì xin thưa rằng nó rất là gần cái vấn đề vọng ngữ ở ngay cái khẩu của mình. Thì dầu rằng mình đang làm cái nghề rất là chánh, nhưng mà chỉ cần tác ý chúng ta để được lòng khách hàng, để cho người ta mua hàng nhiều một chút, mình sẵn sàng dậm vào đó những cái câu nói, những cái ngôn từ nào đó mà nó không đúng sự thật, thì cái đó gọi là tà nghiệp. Phải không có gì? Mà nếu mà nói vậy thôi cho bán đồ hế dữ. Bởi tôi nói rồi, tu là phải nghèo mà, ti tu hành cho chữ nghèo nàn. Cái quan trọng là sao? Đắc đạo gặp điều cầu quý. Như vậy thì bây giờ tôi bán đồ giữa chợ, giờ đồ này nè, tôi nói chị là tôi bán chị 10 ngàn, chị mua được không được thì thôi. Cớ gì nó đã đồ hôm qua tôi mua 10 ngàn giờ tôi bán vốn chị, nó không có đó làm chi, phải không? Cái gì còn hạn sử dụng, bây giờ hàng này nè nó còn 2 tháng hết hạn đó, thì chị mua xài. Còn hàng này giờ nó hết hạn sử dụng mà bây giờ tôi bỏ thì uổng quá, thôi tôi bán chị 50%, phân nửa giá tiền. Chị thấy xài được thì chị mua, không được thì thôi. Thì nếu như mình có một cái lời nói như vậy thì tôi tin chắc không sao. Phải không có gì, không có sao. Thì bây giờ mình chịu lỗ, bán phân nửa giá tiền thôi, người ta mua được thì mua, người ta xài không được thì thôi. Cái đó là mình không còn trách nhiệm nữa, mình đã nói rồi, hàng này hết hạn rồi. Phải không? Mà tốt hơn hết, vì cộng đồng thì hết hạn chúng ta nên bỏ. Thì rõ ràng như vậy. Thì cái này là cái mà phải nói rõ là chúng ta nó không hết, nó không hết, nó nhiều lắm, mà tôi chỉ nói gọn thôi. Rồi cái thứ năm nữa trong vấn đề uống rượu, nhưng mà thật rắc ra ở đây nó đề cập luôn cả cái nghề nấu rượu, luôn cả cái nghề buôn rượu mà thầy có dạy rất rõ ở trong cái phần chánh văn, tức là về cái phần buôn rượu. Vậy thì cái người uống rượu thì cái này đương nhiên người này phạm vào tà, phạm vào giới luật, phạm đủ thứ hết. Rồi cái người nấu rượu cho người ta uống rượu, nếu không có người nấu rượu thì làm gì có người uống rượu, thì cái người nấu rượu này thì cũng bị tội liên can đồng lõa. Rồi cái người bán rượu, nếu họ không bán thì làm gì có người mua, tại họ bán người ta mới mua, cho nên cái người bán rượu cũng phạm luôn cả liên can. Mà đó thầy nói rằng dầu cái không ép buộc bán hàng, tức là những cái buôn bán ấy đó, họ bị phạm cái tội đồng lõa vì cái không ép buộc bán hàng, song tại có họ làm các nghề nghiệp ấy, con người bị hư hỏng trị lạc quan đàn trà đình tủ điếm, họ là đồng lõa mà phạm nhân những cái nghiện ngập say sưa. Như vậy thì chúng ta luận ở đây mình thấy rõ rằng cái nghề sáng sai chịu thỉnh là nghề nợ tà đó, cũng là một cái nghề trong mong mà làm xong cực khổ cả ngày, cái chiều cái đi nhậu một cái, bữa nào cũng vậy, mong tới ngày chiều thứ bảy đi nhậu một cái thì cũng được, người đời người ta được, nhưng mà chúng ta người tu là không, tín đồ Phật giáo hảo là không, bởi đó là cái nghề tà. Hay hoặc là chúng ta làm nghề nấu rượu, thì giờ này khi mà chúng ta học Phật đến đây rồi là con đường giải thoát vậy nha. Đến đây là chúng ta phải giải quyết cái một, không có còn mà dần dừ nữa. Là vậy thì lỡ như chúng ta làm nghề nấu rượu thì đến đây chúng ta phải làm sao, mình phải lên kế hoạch từ từ, chúng ta bắt đầu chuyển qua tay trái của mình làm nghề khác, thì khi mà cái nghề khác nó đủ sống rồi chúng ta cắt ngang ở đây, không có tạo nghiệp nữa đó. Như vậy thì cái tiếp theo là cái người bán rượu cũng vậy, mà thường thường thì trong cái gian hàng của một cái tiệm tạp hóa thì thường có rượu. Như vậy thì rượu là chúng ta không bán. Bán cái gì bán? Nó nhiều món, tạp hóa nhiều món lắm, 100 món, giờ mắc món hay món đâu có sao. Mà bên cạnh đó nó luôn luôn cả bao gồm cái thuốc lá nè, nó rơi á phiện nè, nó có cái hơi á phiện nè, làm ta nghiện ngập. Rồi cái mà chúng ta bàn thêm nữa là gì? Bia. Vấn đề này đang nổi cộm đó, bây giờ
Có nhiều đồng đạo lại biện luận rằng giờ không uống rượu mà uống bia được không? Thì xin thưa rằng rượu với bia cũng giống nhau thôi, nó cũng có khả năng say xỉn, nó cũng có cái nồng độ cồn, vào rằng cái hóa chất mà tạo, cái chất mà tạo thành nó không giống nhau, nhưng mà cái nồng độ cồn nó tạo con người một cái cảm giác say sưa đó, dầu say nhiều dầu xít, nhưng mà tất cả cái này đều nói là trong ngũ giới cấm hết. Cho nên thì theo tôi nghĩ rằng những tiện tập quá đó thì thứ nhất là rượu bia nè thì chúng ta nên chừa. Nếu mà chúng ta vì ham lời, vì lợi nhuận mà mình chấp nhận làm các nghề nghiệp này thì mình chấp nhận lãnh nghiệp. Cái nghề này tạo nghiệp mà, tại mình bán nè, người ta uống về ta say sưa nè, say sưa ta quậy sớm quậy riền nè, ta hao tổn sức khỏe nè, vân vân và vân vân, thì tất cả những cái đó chúng ta gánh một phần, không phải gánh hết, bởi vì mình cộng nghiệp mà, thì nó không hết. Thì đó là chúng tôi đưa ra các yếu tố mà hôm nay thì thường thường mà chúng ta làm ngành nghề gì thì đồng đạo nên coi lại cho chúng tôi, coi cái nghề mình có sát sanh không, cái nghề mình có đạo tặc không, cái nghề mình là có nói dối không, cái nghề mình có tà giam không, cái nghề mình có là dính dáng đến rượu thuốc phiện á phiện không, thì các vấn đề này chúng ta không làm, thà nghèo thanh hơn giàu mà trượt như tôi nói hồi nãy. Thì đó là chúng ta nói ở góc độ rộng. Tuy nhiên ở đây Đức Thầy căn dặn rất rõ, tuy nhiên dầu đời sống của họ có bị sự sinh nhai chi phối, xong cái chi phối khác hẳn với kẻ gian tà đạo tặc, chẳng có làm việc gì xảo trá bất nhân mưu cầu lẽ sống. Tức là Đức Thầy dạy rất rõ là chúng ta không có phải như kẻ gian tà đạo tặc. Hôm nay chúng ta tu là không giống nãy, dầu đằng mưu cầu lẽ sống, nhưng mà chúng ta phải nguyện bỏ những nghề nghiệp gây tai hại cho con người, như nuôi điếm nè, bán thuốc phiện nè, đầu cơ nè, buôn rượu nè, cho vai cắt cổ thầy còn chấm chấm ba chấm. Hay hoặc là trong cách làm ăn thầy dạy nè, bỏ những sự bất chánh nè, lường cân nè, tráo đấu nè, buôn lậu nè, bán thuốc phiện nè, đầu cơ cho vai cắt cổ vân vân. Tức là trong cái cách làm ăn thầy cũng luôn luôn ân cần nhắc nhở chúng ta. Vậy thì mình phải nguyện, Đức Thầy dùng cái từ nguyện bỏ đồng đạo, phải nguyện là từ đây không làm nữa đó. Vậy thì Đức Thầy mới công nhận chúng ta đó. Vậy thì những đồng đạo nào rơi vào các ngành nghề tôi trình bày nãy giờ đó, Đức Thầy dạy phải nguyện lường cân. Bây giờ mình coi cái nghề có lường cân không, thì lường cân này là nó rơi vào chỗ là những cái người thương lái. Mà tôi nhớ thì quý vị biết là ngày xưa tôi cũng làm ruộng, tôi thấy đất làm cũng nhiều lắm đồng đạo, cũng đo 30 công. Hồi đó đâu phải căn cứ như bây giờ, hồi đó thì đến cái vụ thu hoạch thì người ta đó, dùng cái thùng đó, một táo đó, là hai thùng vô một dạ. Cho nên cái thùng ngày xưa được làm bằng cuốn bằng toan đó. Thì tôi nhớ cái thông số cái thùng từ dưới đít đó, mà đo tới trên miệng là 2.95 ly. Rồi cái bề ngang cũng vậy, cái đường kính ngang này nè, cũng là 2.95 ly. Là đúng đó. Cho nên thì khi mà cái thùng đem lại giữa thương lái và chủ nhà lấy thước đo, nếu không đo là họ tráo đấu này là tráo đấu nè. Họ khi mà mua thì họ mua cái thùng to, mà khi họ bán thùng nhỏ một chút. Như vậy thì chính vì đo nó kỹ lưỡng quá cho nên họ tráo đấu không được. Thí dụ như tôi cái thùng đúng 2.95 ly thì tôi bán, mà cái thùng anh ta 2.96 ly, 7 ly, 10 ly đó thì tôi không bán, thấy không? Cho nên lúc bây giờ thì thương lái mới tính toán là họ mới xảo, dùng cái xảo xảo trá nè. Vì vậy cho nên họ làm cái thùng bằng cái loại toan mỏng, để khi mà lúa ở cái thúng mà đổ vào cái thùng đó thì cái toan mỏng này nó nở ra lúa nhiều một chút. Thí dụ một thùng như vậy có thể họ ngợi 1-2 nắm lúa đó. Họ lời nhiều, họ tính xảo nguyệt vậy đó, xảo ngôn vậy đó, tức là họ xảo trá vậy đó. Cho nên khi mà lợi ngoài đo thùng ra là các nhà nông mới dỗ cái thùng toan dày không, nếu toan mỏng là không đông. Rồi thêm một cái phương diện nữa là nhà nông cũng phải là thua. Lúc bây giờ nhà nông mới đông, lựa cái người đông cho khéo nha. Đông làm sao mà cho cái hạt lúa đứng sững lên. Đông xong gạt ngay cái miệng một cái. Mà nếu chúng ta lấy cái tay vỗ vào cái thành thùng nó giật xuống cái này, ít nhất cũng cái này hoặc cái này cũng vậy, đông khéo vậy đó. Cho nên lúc bây giờ phải nói họ gần như giữa nhà nông và thương lái nó có sự mâu thuẫn cực kỳ với nhau. Nhưng mà mai thay là sau này là có cân rồi nó đỡ. Mà cũng không đỡ. Khi mà có cân rồi thì nó rơi vào chỗ cân già cân non. Dầu rằng chúng ta thấy cái cân nhân hòa ta làm đúng 100% chất lượng đó, nhưng mà khi mà họ muốn tráo trở rồi đó, họ chỉ cần kêu ông thợ vậy đó, thêm cái gì đó tôi không rành, bớt gì đó một tí xíu tốn vài mươi ngàn thôi, thì cái cân là thành cái cân già, cái cân thành cái cân non, không đạt kết quả. Và khi mà một cái người mà tạo cân già cân non vậy, gọi là lường cân tráo đấu đó, thì xin thưa rằng hậu quả nó phải nói rõ là cái nghiệp nó đến liền.
Những người mà tính toán lượng cân cho đấu vậy thì những người này buôn bán ế ẩm lắm. À, thí dụ mình gạt nhà nông được một lần hai lần thôi. Thí dụ về quý cô ra chợ, cô mua đồ đi, quý cô ham rẻ, ghé ngay cái sạp chị đó đó, chị mà mặc đồ bông bông, mặt mày trắng trắng đó, nhìn thấy cũng dễ thương lắm. Mua một ký lô khoai đi chẳng hạn vậy, ký cá chẳng hạn vậy, bán rẻ hơn ta nhưng về nhà cân 800 gram. Mấy cô nội trợ mình hay lắm, về cân thiếu nhìn biết liền à. Và khi mình về nhà mình cân 800 gram là đố quý vị, từ đó về sau không bao giờ chúng ta dám bén mảng đến cái sạp rau hay hoặc cái sạp cá đó mua nữa. Họ bán được lần một à, họ gạt được lần một, họ đâu gạt quái. Cho nên nói đây tôi kể gì nghe một chuyện. Ngày xưa hai vợ chồng người này chuẩn bị ở nhà cũng ngay chợ, chuẩn bị là mở một cái sạp bán ba cái hàng bông. Giấc khuya thì người nhà nông người ta đem đến dụ như dưa leo, rau, cải, rồi bí rợ, khoai lang, khoai mì đó mua hết. Sáng lại thì bán cho cái người đi chợ. Cho nên thì cái ông chồng ở trơn chất lắm. Vậy cho nên hai vợ chồng mới đi cùng nhau, rủ nhau đi đến cái chỗ cái ông làm cái cân đó, đặt cái cân. Thì lúc bây giờ ông chồng thì ông tế nhị thôi, bà vô bà nói chuyện với người ta đi, tôi ở ngoài này thôi. Thì vô đặt cái cân giá cả xong rồi, cái chị này chị nói ông chú làm ơn chú làm tôi thêm cái cân nữa, tức là cái cân hơi già già một chút, đặng tôi dùng khi mà tôi mua đó, tôi để cái cân này vô là tôi mua người ta hơi già và tôi bán thì tôi để cái cân hơi non một chút. Thì căn dặn à, thì sau cái đó về nhà buôn bán được lắm, nói chung là buôn bán được lắm, lời lắm, khách hàng ngàn đông vậy đó. Cái thời gian khoảng 5-7 năm sau cái phát lên khá giả. Cái một buổi chiều nọ cái bà đắc ý, bà nói ông à, ông biết sao nhà mình làm ăn giàu dữ gì không, ông mau lên vậy. Cái ông nói thì nhờ tôi với bà sống đức hạnh thiệt thà, nhất là nhờ đức của tôi đó, tôi biết tánh tôi ở đây ai cũng thương tôi trơn, thiệt thà lắm. Cho nên mình làm ăn nó lên có gì đâu, nhân quả mà mình làm hiền không mà thì làm ăn giàu có. Ông nói, bà nói thôi ông nói gì ông thua rồi, ông sai rồi. Ông biết nhà mình khá giả là nhà ai không, nhờ tôi đó. Ông biết là lúc mà làm cái cân ông nhớ không, tôi kêu ông làm tới 2-3 trái cân rồi đó ông. Cho nên khi tôi mua thì tôi mua cái trái cân già mà tôi bán mấy trái cân non, nên nhờ vậy mà lợi nhiều, đồng lợi nhiều, vừa có đồng nại mà vừa lợi ký nữa, mình giàu mau. Ông cười ông nói chàng ơi, bà làm như người ta dễ gạt lắm mà, nói kìa bà gạt được lần một ha. Tôi nói thiệt với bà đó, tôi biết cái tánh của bà, cho nên sau khi là bà đặt cái cân xong thì chiều đó tôi trở lại ông là ông cái ông làm cân. Cái bà nói ủa ông trở làm chi ạ? Tôi dặn ổng làm cho tôi một trái cân già già một chút, cho nên khi về nhà tôi tráo đổi trái cân non của bà tôi để trong tủ kìa. Cái trái cân mà bà bán hồi đó giờ là trái cân hơi già già mà tôi đặt sau đó, bà không tin tôi xách trái cân non ra bà coi. Thì lúc bây giờ dở lẽ ra vì hồi đó tới giờ bán buôn phải nói là ngang cân, mua cân già bán cân già. Vậy cho nên cái người ta đến mua người ta ham lắm. Cái chị này bán 1 ký là đủ 1 ký, hơn 1 ký hơi giác giác nữa. Mua bữa nay rồi mới bắt mua nữa, mốt mua nữa, chính vậy làm ăn phát luôn. Qua mỗi chuyện trên ta thấy rất rõ. Vậy Đức Thầy mới dạy là việc bán buôn phải giữ ngang cân, chớ tập tánh lượng trao đấu. Thì nếu như chúng ta thiện được điều này thì nó tốt, nó quý biết chừng nào cũng vậy ha. Vì vậy cho nên đến đây thì bà vợ bà mới phục ông chồng. Cho nên từ đó tới sau có một cái cách sống lương thiện, không có còn tính lường gạt ai nữa và trở nên giàu có. Thì đó lường cân tráo đốc đó. Rồi buôn lậu cũng vậy. Nếu như mà chúng ta làm cái nghề buôn lậu thì nhất là những cái vị ở dùng cái đường ranh giới đó. Thì tôi ở Tân Châu, ở xã Tân An thì nó cũng liên ranh với Vĩnh Sương đó. Nhà tôi thì ở cặp với tỉnh lộ, cho nên thì bây giờ thì ít rồi. Còn những năm trước đây tôi biết là người ta đi hàng ngoại lậu đó, hàng nhập lậu đó, từ ở Campuchia về Thái Lan rồi đi xuống Tân Châu về Châu Đốc thì thường thường chạy ngang nhà tôi thì nhiều lắm. Vậy thì những cái người mà làm cái nghề buôn lậu này thì đấy là tà nghiệp. Tại sao tà? Bởi cái nghề này cái thứ nhất đó là làm hại đến cái sự phát triển kinh tế của nước nhà. Bởi vì khi mà người buôn lậu quá nhiều thì kinh tế nước nhà chúng ta là phải là đình đám mà không phát triển à. Và cái thứ hai đó, khi mà chúng ta buôn lậu đó thì khi hàng ngoại lậu nhập lậu đó nó không đủ chất lượng. Nó cũng có hàng chất lượng và cũng có hàng không qua sự kiểm định, nó không chất lượng. Rồi cuối cùng hại luôn cả đồng loại của mình. Khi người khác người ta dùng tiền người ta mua hàng không chất lượng thì đương nhiên hại người khác. Do vậy cho nên vấn đề này nó có hại đất nước, quốc gia, dân tộc, và nó hại luôn nhiều người. Nước thầy cấm chúng ta không có làm nghề buôn lậu. Rồi đầu cơ. Đầu cơ là chờ một cơ hội. Người ta khổ,
Mình chờ cơ hội người ta khổ rồi mình bán với giá đắt đỏ để chúng ta thủ lợi, cũng như Thạch Sùng ngày xưa vậy đó. Ai thử coi, tích trữ một số gạo muối trên núi, khi mà bão lụt mà giật hết rồi thì đem ra bán đắt đỏ, mua một đồng bán tới mười mấy hai mươi đồng như vậy đó. Cho nên giàu có mau lắm. Nhưng mà giàu thế là gọi là giàu bông bí vậy. Đồng tiền mà chúng ta thu lại bằng cái sự trục lợi, bằng sự đầu cơ, thừa cơ hội người ta không có, thừa cơ hội người ta khó khăn, mình bán cái giá đắt đỏ, thu thật nhiều tiền, mình mừng. Nhưng đồng tiền đó giàu như vậy gọi là giàu bông bí. Ông cha chúng ta thường dùng từ giàu bông bí. Tại sao gọi là giàu bông bí? Bị bông bí sáng nở chịu tàn hả? Đâu có bệnh đâu. Vì vậy cho nên Thạch Sùng giàu bông bí đâu có bệnh. Do vậy cho nên giàu có với đồng tiền bất chánh mới khiến cho vấn đề khi gặp là Vương Khải, hai người mới cá đấu với nhau, so sánh tài sản với nhau. Cuối cùng Thạch Sùng thua một cái mẻ kho, mất hết tài sản. Chẳng những vậy mà cái hậu, cái tương lai sau khi bỏ kiếp đó rồi, tức tối mà chết. Chết rồi tức tối, thành con thằng lằn trách lữ, tức thiệt, quá tức, thua nó quá tức, mất hết tiền của quá tức. Vậy thì nó hệ lụy luôn cả kiếp lai sinh. Trên hảo nào được thầy không cho chúng ta đầu cơ là vậy. Rồi cho vay cắt cổ, nó nhiều cái lắm. Thì giờ đức thầy dạy đến đâu chúng ta bàn đó. Thì vấn đề cho vay nó cũng là tà nghiệp. Thì vấn đề này thì tôi thấy rằng thường thường là với nữ nhiều, đàn ông cũng có nhưng ít. Vậy thì hôm nay đôi khi chúng ta cho vay mà rơi vào chỗ mà cắt cổ đó, tức là ví dụ như vay 1 triệu mà tiền lãi như vậy là 50-70 ngàn, 100 ngàn gì đó, thì vấn đề là tà nghiệp. Nếu như người ta hỏi mình 1 triệu, mình cho 1 triệu, lời khoảng chừng 10 ngàn 20 ngàn thôi, lời cao ngân hàng chút, thì chưa phải là tà nghiệp, mà này nó rơi vào chỗ giúp đỡ. Còn nếu chúng ta vì đồng tiền mình cho vay mà với cái đồng lợi nó cao quá, nó quá cái mặt bằng đó, mặt bằng được định đoạt ở cái lãi ngân hàng, ví dụ như 1, hoặc là 0.8, 1,2, 1,3, 1,5 gì cũng được, mà này tới 5, 7, tới 10 phẩy thì quá tà nghiệp. Như vậy thì ngoài hình thức cho vay ra, rồi cho tiền góp, mình mượn người ta 1 triệu, người ta góp ngày 50 ngàn, 20 ngàn là quầy vốn phải không? Có thể góp thêm 21, 22 ngày cũng được. Bởi tiền đã ra tiền thì lời gì cũng tạm được. Đằng này được góp tới 25, 26 ngày cắt cổ. Rồi ngoài cái vấn đề cho tiền góp ra thì còn vấn đề nữa là chơi hụi. Mà nếu như chơi hụi với góc độ hùng hạp với nhau, bỏ thấp lợi ích, gọi là hùng vốn đó. Mà điều này tôi thấy ở các trường học, các thầy cô giáo ưa hùng vốn thì vấn đề đó không phải là tà nghiệp nha đồng đạo. Gọi là hùng vốn tốt lắm. Còn những cái vấn đề ở thị thành, ở nông thôn, vì cái đồng tiền thiếu tiền làm ăn, người ta sẵn sàng hốt hụi, lỗ nhiều, cái người kia lời nhiều, người nọ lỗ nhiều, bỏ giá cao gì đó, thì xin thưa rằng cái này gọi là tà nghiệp. Vì cái tà nghiệp này nè, vì ham lời nè, cho nên đa phần thường rơi vào chỗ bị người ta giật hụi, trốn đi, tại lời quá lời rồi, giờ không có tiền đóng, trốn làm gì tôi. Đem ra pháp lý mà trị, mà đem đến pháp lý mà xử ra được thì cũng cả một vấn đề rồi, phải không quý vị? Vì vậy cho nên hiện nay vấn đề này là một vấn đề nan giải, mà phải nói rằng các ngành chức năng cũng rất là nan giải. Nó không hết ha. Như vậy thì khi mà người ta rơi vào đây thì cái hậu quả nó đi liền. Cái nghề chơi hụi thì cái nghiệp sẽ bị giật hụi, đúng không? Cái nghề mà lường cân trái đấu thì cái nghiệp nó là, tức là chúng ta là bán buôn gãy ẩm. Đấy là thực tế nghề với nghiệp. Và bên cạnh đó nó còn thêm nữa là chúng ta gây một cái nghiệp để linh hồn phải luân chuyển báo đền, tôi nói nãy. Như vậy thì căn cứ là Đức Thầy dạy là cho vay mắc mỏ từ nay bớt, có hỏi, nới tay để giúp đời. Vậy thì hôm nay Đức Thầy không cấm chúng ta cho vay. Đức Thầy cho phép chúng ta cho vay, nhưng mà chúng ta cho vay với một cái mức lãi nhẹ, mức lãi thấp, đó là chúng ta giúp đời đó. Tại vì người ta nghèo, người ta khổ, nhờ người ta vay mình 1-2 triệu, người ta có được sinh kế làm ăn, người ta mở được một cái tiệm nhỏ, người ta mở được một sạp rau, người ta là mở được một xe đẩy để đồ bán đồ, thì tốt lắm. Mình có ăn lời thì lời nhẹ nhẹ thôi. Còn nếu như chúng ta hào phóng một chút thì của dư cho mượn mới lạ, cho người ta mượn luôn, giúp đỡ luôn thì ngon. Lúc này ngon, này sanh phước. Nếu mà cho vay mà lãi ít thì không sanh phước, mà không sanh tội. Cho vay mà lãi nhiều thì sanh tội. Còn nếu như mà chúng ta cho mượn thì 50-50, không tội không phước. Nhưng mà nếu như chúng ta giàu có quá, người ta thật sự người ta nghèo, thì hảo tâm làm phước là cho luôn, lúc này là cho luôn. Chị nghèo quá, thấy chị khổ quá, mà bây giờ chỉ cần 1 triệu bạc
để là mua một cái xe rau đi đẩy đi bán, chỉ cần 500 ngàn để chị mua một cái nguyên một cái khên phai mì phai lang để chị đẩy đi bán. Thôi tôi cho chị vốn mượn, tôi cho chị luôn 500 ngàn vốn nè, tôi cho chị 1 triệu bạc vốn chị đẩy rau đi. Thì như vậy thì quý biết chừng nào. Cái này là cái chúng ta nên làm phước đồng đạo à. Rồi nhiều khi chúng ta làm phước rộng quá, sức mấy chục triệu cho chùa, rồi cứu trợ mấy trăm triệu chẳng hạn vậy, mà nhiều khi xung quanh mình những cái người nghèo nè, những cái hoàn cảnh cơ nhỡ rất là cần, dù rằng số tiền không lớn lắm, mà nhiều khi là chúng ta làm không được. Cho nên thì cái này là tôi mong rằng quý vị cũng phải hết sức là nghiên cứu à. Nghiên cứu chỗ này thì nó không hết, thì đó là cho vay cắt cổ đó hả? Vậy thì nó không hết à. Những cái này chúng ta có thể chia sẻ một vấn đề gì đó để mình thấy rất rõ, còn nhiều thứ nữa thầy chấm chấm chấm, còn nhiều nữa. Vậy thì quý vị hình dung giùm cho tôi những cái ngành nghề nào mà nó không bắt dánh, nó không gây tai hại cho người khác, nó hợp với tinh thần đạo đức, nó hợp sự công bằng, nó hợp với lương tâm, hợp với nhân đạo, thì đó là cái nghề chúng ta nên làm. Còn những cái gì đi ngược lại những cái nhân đạo, đạo đức, tạo cái sự mâu thuẫn, đưa người ta đến chỗ nghiện ngập say sưa, giết hại nhân loại gì đó, thì chúng ta không nên làm, bởi vì đó là tà ha. Vậy thì Đức Thầy còn cho biết rằng câu trách nghiệp thiệt là quá bự lớn nghe đồng đạo. Cái chuyện này chuyện lớn, lớn chuyện à. Câu trách nghiệp thật là quá bự, giàu nghề chi làm việc ngay đường ha. Bất cứ nghề gì chúng ta cũng phải ngay đường thẳng lối đó. Ta đừng nên theo kẻ bắt lương, học ngón xảo để lừa đồng lối. Vậy thì ở đây đến cái đoạn rút là Đức Thầy dạy chúng ta là đừng có dùng ngón xảo để lừa đồng lối. Học theo những kẻ bắt lương, học theo những kẻ không có lương tâm. Tại sao chúng ta không học theo những người có lương tâm? Tại sao chúng ta không học những người có đạo đức, mà ngặt nỗi học theo cái người có lương tâm? Học theo cái người có đạo đức thì thường thường nghèo, không có xin lãi nhiều, phải không quý vị? Chúng ta học theo kẻ bắt lương xin lãi mới nhiều, lời tiền mới nhiều, và nghiệp mới nặng, đi xuống mới sâu, xuống tới địa ngục thôi à. Vậy thì Đức Thầy cuối cùng Thầy mới nhắc nhở lại, thì đối với cái nghề nghiệp của mình thì tuyệt đối chúng ta không dùng ngón xảo, tức là những ngón đi qua xảo trái tôi nói hồi nãy đó. Vậy thì nhiều khi chúng ta làm nghề chân chánh, nhưng mà vì ham lợi chúng ta sẵn sàng theo cả bắt lương. Thì những cái này họ chế những cái loại thuốc, thí dụ như tinh mùi nè, rồi thuốc tạo mùi nè, rồi thuốc bảo quản nè, rồi thuốc tạo cho trái cây được xanh không bị hư thối úng nè, vân vân. Thì tất cả các loại thuốc đó thì phải nói rõ là nhiều khi rồi chúng ta lại phạm vào đó. Thí dụ bây giờ nho, chúng ta mua nho mà nếu bây giờ từ ở một cái vùng xa mà chuyển về đây đó mà bán ế một hai ngày nó thối hết rồi. Vì vậy cho nên những cái người buôn bán họ phải tạm dùng một cái loại thuốc. Một loại thuốc đó có thể ngâm vào đó thì nho này 5-7 ngày nó mới hư. Hả? Như vậy thì chính vì những cái đó là những ngón đi qua xảo trá đó. Vì ham lợi, vì muốn cái món sản phẩm của mình á nó được đẹp, được cái màu đẹp, vú được cái màu đẹp, vú trúng cái giai đoạn ngay cái rằm, rồi để được lâu xuống màu, để được lâu hư, chúng ta sẵn sàng dùng hóa chất. Đây là những chất độc hại con người. Cho nên quý vị biết không, ngày xưa thì người ta ít có ung thư lắm, còn ngày nay thì quay qua bị ung thư, quay lại bị ung thư là ở chỗ này nè, chỗ ăn uống nè. Tức là chúng ta đầu độc cơ thể, tức là lừa đồng loại, tự đồng bào mình giết đồng bào mình, tức là tự đồng bào mình, tự mình giết đồng bào mình, rồi tự mình giết mình luôn đồng đạo à. Ngày xưa đâu có xài thuốc, còn bây giờ cái gì cũng thuốc hết à. Luôn cả chân nuôi cũng vậy, luôn cả làm ruộng đẩy cũng vậy, là chúng ta thấy rõ đó. Ai thử coi dưa leo ngày mai bẻ là chiều nay phải xịt một cử mà bẻ đó. Rồi cải cũng vậy, thì nó không hết. Thì những cái đó rõ ràng là lừa đồng loại rồi, nó không hết, nói ra nó đụng chạm ghê lắm à, phải không? Chúng ta làm cái nghề nông, chúng ta làm cái nghề là rẫy, là đây là cái nghề chân chánh, cái nghề đạo đức đó à, cái nghề phải nói được gia truyền từ tổ phụ chúng ta, cái nghề đạo đức theo truyền thống dân tộc. Nhưng mà sao người sao là thêm thắt, chúng ta học theo kẻ bắt lương, sẵn sàng chế biến, pha trộn, gia vị, thêm những cái loại thuốc, rồi cuối cùng lại tự chúng ta giết chúng ta. Người này xịt, giả sử bây giờ là dưa leo tôi mới xịt hồi chiều nay, mai tôi bẻ tôi đổ ăn, nhưng mà tôi ăn dưa leo người khác, người khác cũng xịt giống như tôi vậy thôi, thì cuối cùng chúng ta lại giết vòng nhau à quý vị à. Cho nên ngày giờ này quý vị thấy con người chúng ta bệnh nhiều á, là xuất phát từ ở cái chỗ thiếu lương tâm nghề nghiệp. Cho nên nếu như mà tất cả ai cũng thực hiện đúng là Đức Thầy thì xã hội hạnh phúc lắm à. Đây là những ngón đi qua xảo trá. Vì vậy cho nên người tu chúng ta sống thật, thà là lợi ích, thà là hàng nông sản làm ra ít,
ha, nhưng mà đâu vào đó không tạo nghiệp. Thì có như vậy chúng ta thực đúng là thầy thì nó không hết. À, cho nên ở đây Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ. Rồi bên cạnh đó Thầy còn dạy thêm, kẻ tại gia cư sĩ chẳng vô cớ sát hại các sanh vật hoặc đánh đập chém đâm ai có thể gây ra nhiều điều tội lỗi. Thì Đức Thầy còn căn dặn thêm đó, ngoài cái việc những nghề nghiệp chúng ta trình bày nãy giờ, thì bên cạnh đó chúng ta không có được quyền sát vật vô cớ. Thí dụ các con vật có cớ là tại vì nó những con sâu con mò nó phá hại lúa thóc của mình, thì đây là các con vật có cớ chúng ta giết được. Còn các con những con vật vô cớ, thí dụ bây giờ chúng ta ăn cơm no mà giờ chiều nay thèm quá mằng con gà nữa ăn, thì đây là rõ ràng là sát giết một cách là phải nói là vô cớ nè. Mình no rồi thôi chứ, để người ta sống chứ, phải không? Như tôi thường nói hoài, con hờ, con be, con cọp nè, rồi con sư tử nè, nó hung cái nào. Nhưng mà nó khi dồ mồi lúc nó đói thôi à, đồng đạo à. Mà khi nó no rồi nó không còn dồ mồi nữa. Còn con người chúng ta nhiều khi no rồi mình vẫn còn dồ mồi. Mình vẫn còn dồ mồi đó. Cho nên những vấn đề này thầy cấm. Rồi bên cạnh đó thầy cũng cấm thêm, chúng ta không có quyền đánh đập chém đâm ai. Các cái nghề nghiệp này nó vẫn rơi vào tà nghiệp đó. Dù có dặn ai cái nào nhưng mà tiền đó chúng ta không có động tay động chân để rồi chúng ta gây nghiệp thì nó không hết ha. Như vậy thì trở lại, nếu như một người phạm vào tà nghiệp thì tai hại khôn lường lắm. Thứ nhất, mất nhân phẩm đạo đức xã hội, mất lương tâm nghề nghiệp, bị người xa lánh, làm ăn không phát triển. Và cái thứ hai nữa, cái tuổi thọ chúng ta cũng không cao, bởi vì mình tính toán mưu mô xảo quyệt quá rồi riết con người chúng ta mau già, trí não chúng ta mau lão quá, và chúng ta thường thường thì cái niên thọ nó ngắn hơn so với những cái người bác ái đại đồng. Cái tâm chúng ta hẹp, nó lôi kéo nhiều vấn đề lắm đồng đạo à. Cái tâm chúng ta mưu mô xảo quyệt, tính toán hơn thua để thu lợi đó, thì thường thường cái tâm này sanh bệnh hoạn, thường thường cái tâm này nó làm chúng ta già mau hơn. Đây là tôi nói một cái mặt bằng chung à. Và cái tai hại sau cùng nữa thì chúng ta, cái nghiệp ác đến với mình. Như tôi nói ngay là đầu nãy, cái nghề bắt chánh thì cái nghiệp ác đến với mình. Và cuối cùng tôi cam đoan quý vị, tôi khẳng định quý vị, cuối cùng chúng ta phải đọa vào ba con đường ác. Bởi vì cái nghiệp của mình, mình gây tạo quá nhiều nghiệp ác thì cuối cùng chúng ta đọa vào ba con đường ác. Đó là điều đương nhiên theo định luật nhân quả mà thôi. Thì đó là tai hại nó không hết. Rồi phần lợi, nếu như xã hội này ai cũng thực hiện đúng theo chánh nghiệp, nghề nghiệp ngay thẳng chơn chánh, thì tôi tin chắc rằng xã hội này là xã hội thái bình thạnh trị. Xã hội này là thần tiên tại thế, xã hội này là cực lạc tại thế, kính thưa đồng đạo à. Bởi vì con người nào làm ăn cũng chân chất, cũng hiền hòa, cũng thiệt thà, cũng ngay thẳng, cũng đạo đức, cũng lương tâm hết. Thì lúc bây giờ đâu có còn ai lượng gạt ai. Lúc bây giờ chúng ta mua đồ khỏi trả giá, chỉ cần móc tiền rồi đem đồ vào, khỏi cần căng kéo luôn á, ai cũng thật thà hết trơn rồi. À, thì xã hội này xã hội thái bình thạnh trị, mến yêu kháng tình, thì xã hội này là thần tiên tại thế đó bây giờ. À, vì vậy cho nên cái lợi thứ hai nữa, con người mà hành được chánh nghiệp rồi đó, con người này phải nói rõ là lúc nào cũng an tâm, tư tưởng nào cũng hỷ lạc, cũng khoan hỷ, không có cần phải tính toán mưu mô gì cả. Lúc nào cũng phải nói rõ là hân hoan, à, khi tạo đồng tiền, lúc nào cũng ăn ngon, à, ngủ yên, lương tâm không cắn rứt, và tương lai nhất định người này thoát ba con đường ác. Và thực hiện theo lời Đức Thầy ở cái điều chánh nghiệp này, tương lai chúng ta đắc được quả la hán. Ha, chúng ta về được cái cảnh giới giải thoát, chúng ta về được cực lạc, chứng được thánh quả A-la-hán, để rồi chúng ta không còn mắc trong sáu nẻo và không luân hồi. Vì vậy cho nên khi chúng ta bàn đến đây thì chánh nghiệp của Đức Thầy dạy có bài học giá trị giáo dục đạo đức tích cực cho cái đời lãng đạo. Và đây là một vấn đề nó luôn luôn tồn tại song hành trong cuộc sống của người. Vì vậy cho nên cuộc sống loài người nếu thiếu đi chánh nghiệp, cuộc sống loài người quá nhiều có sự nhũng nhiễu tà quấy, thì cả cuộc sống loài người nó khổ giống như địa ngục trần gian. Cuộc sống loài người nếu có được chánh nghiệp như là Thầy dạy, ai cũng ngay thẳng lương tâm đạo đức, thì đây là niết bàn, tức là thần tiên tại thế. Cho nên chánh nghiệp Đức Thầy sẽ tồn tại mãi mãi thời gian là già. Một đây là một cái bài học có giá trị tích cực trong cuộc sống loài người. Cho nên hôm nay chúng ta là người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, tôi mong rằng khi trình bày đề tài này quý vị phải suy gẫm thật kỹ, để rồi chúng ta cố gắng thực hiện làm sao trong đời tu của mình cho nó trọn vẹn. Đây là một cái việc rất lớn. Đức Thầy dùng cái từ bự, nó luôn luôn đi đôi trong cuộc sống của chúng ta, rất là lớn quý vị ạ. Nên chúng ta phải hết sức là vừa chừng, hết sức để tâm, hết sức mà cẩn thận, không khéo rồi chúng ta sẽ rơi vào chỗ tai ương, không khéo rồi để chúng ta rơi vào chỗ tự mình, tự cái nghề nghiệp mình nó giết mình, tự nghề nghiệp của mình rồi nó sẽ tạo cái nghiệp, để rồi chúng ta phải luân hồi đình trả. Cho nên là tín đồ của Thầy chúng ta phải cố gắng thực hiện được. Đây là một trong bát chánh, một trong tám đường giải thoát.
có một khả năng đặc biệt để đưa chúng ta đến cái chỗ, phải nói rõ là đến chỗ không có còn, không có còn sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên chúng ta phải nhớ là Đức Thầy dạy phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, và chúng ta phải lo tu hiền chân chất. Làm ăn cũng chân chất mà tu hiền cũng chân chất, thì tôi tin chắc rằng chúng ta sẽ sống cuộc sống an vui hạnh lạc, và cuối cùng thì tất cả chúng ta sẽ chứng được thánh quả, tất cả chúng ta sẽ cùng với Đức Thầy để chúng ta gặp mặt trong ngày cuối cùng, và tất cả chúng ta sẽ được đồng bay về cực lạc một đạt. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc qua cái chuyên đề chánh nghiệp. Thì trong quá trình trao đổi chắc không sao tránh khỏi những sơ sót, nhất là vấn đề này nhiều khi cũng phải đụng chạm đến những quý vị còn phạm trong cái vấn đề thầy cấm đoán. Cho nên thì quê với cái sự trình bày lòng thật, lời thật thì mất lòng, thì chúng tôi cũng nói hết ý theo sự hiểu của mình, chuẩn mực là Đức Thầy. Thì nếu như có gì không phải, cũng mong quý vị cũng thông cảm bỏ qua, thì cũng mong quý vị hiểu cho tới, hiểu cho sâu, để chúng ta xây chuyển, chuyển hóa nghề nghiệp. Thì có như vậy tất cả chúng ta mới đến chỗ giải thoát được. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng không quên cầu chúc tất cả đồng đạo chúng ta sớm thực hiện được bát chánh đạo của Đức Thầy, và đặc biệt thì chúng ta phải sớm thực hiện được chánh nghiệp, để rồi chúng ta ra khỏi cái cảnh sông mê bể khổ này, chúng ta được về với Đức Phật A Di Đà. Bởi vì nơi đây quy cho cùng đây là nơi đắc khách, mà Đức Thầy cho biết rằng ta bà, mà Đức Phật đã dạy rằng ta bà đắc khách đành chịu ở cực lạc quê xưa chẳng muốn về. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.